xuất phát từ bến Rạch Giá nè quý vị, là đi là Super Đồng, khoảng 2 tiếng là sẽ đến Hồng Sơn. Đó là cầu Cống Sông Kiên. Đây Hồng Sơn nè quý vị. À, đây là cầu ngắn để mà cập bến Hồng Sơn nữa rồi. Đây là hành trình của đoàn nè quý vị. Đó. Vừa vừa đập là đắp bờ kêu hả anh? Ủa sao lạ vậy? À, đó là con đường quanh đảo đó quý vị. Đúng không đó chị? Đâu biết, chị mới ra đây lần đầu á. Rồi, tiêu rồi. Hỏi bên mẹ luôn. Anh, con đường quanh đảo phải không? Đúng rồi, đường này đi quanh đảo. Đi xa không? Khoảng 10 cây không? Không rành nữa. Rồi luôn. Chiêu rồi. Nó cũng cỡ Hồng Tre, nó rộng hơn Hồng Tre xíu. Hồng Tre có 2 cây à cơn, 3 cây à cơn. Chị Hồng này 3 cây ngữ đi. Hồng này cho 4 cây, 5 cây gì đó. Quanh đảo này mấy cây số anh? Quanh đảo này khoảng bao nhiêu cây số anh? Mấy cây đường cân lớn lắm á. À, đi bộ chắc hơi mệt. Nổi đâu. Dạ. Dạ. Dạ đúng không? Sau đây là tới nơi ở nè quý vị. Đoàn sẽ check in ở đây nè.
Trên đây là mình nhân nhân phòng nha quý vị, phòng 1D1. Phòng đế 1 của mình ở đâu nhỉ? Rồi cái view nhìn ra biển nè quý vị. Rồi vô. Đây 1D1 đây. Ồ. Không sao đâu, có gì ngủ dưới đất. Cũng vui ha. Chắc mình phải bỏ cái này vô. Ồ cái phòng mà ở đây có toilet lớn không vậy? À, cái tủ quần áo nữa. Mình rất là thoáng mát rộng rãi, trang bị máy máy quạt rồi tivi. Cái đó mình mở được cái gì không trời? Nha. Yeah. Ồ có quắt wifi nè. Rồi, 101 qua đây. Đây là nhìn từ cái view của cái khách sạn nè, cái nhà nghỉ nè quý vị. Đây. Dính vậy nè. Chào chị. Hello. Bên là đồng bọn. Đồng bọn đi chung đây. Đồng bọn đi chung đây. Đây là bọn lớn, bọn nhỏ. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị. Chào, bye bye. Rồi, yeah, ok. À đi. Đã nón vô chưa? Rồi, ok. Nãy con không mang áo lạnh theo cho nó mát. Chứ đừng nó bị nắng. Sau đây đoàn sẽ lên đường nè quý vị. Đây là, ủa chị là thường bán trong tuần luôn hả chị? Cái này là nhiêu chị ha? 5.000. À, cái 5.000. Lấy cho em 1, 2, 3. Cho em thôi hai cái được rồi. Ủa chị làm, chị sống ở ngày này là chủ yếu hả hay là có ngày biển nữa không? Không, nướng bánh không răng rồi. À, nướng bánh nữa hả? Dạ. Trong ngày biển. À, dạ. Có một bé hả chị? Dạ. Ủa ở đây đảo của mình là chủ yếu là chắc ngày đánh bắt hải sản thôi hả chị? Rồi, em cảm ơn chị. Đi đổi tiền cho chị. Ủa cô, rồi đỉnh Ma Thiên Lãnh là nó nằm ở đâu cô? À trên đó đó hả? Là đi đường này là lên luôn hả cô? Làm xong nhiệm vụ là mấy anh em mình bước. Dạ. Mưa khét lắm. Ngon hơn cái này. Rồi đoàn của chúng ta sẽ leo lên đỉnh Ma Thiên Lãnh luôn phải không anh? Dạ. Nước mắm. Nước mắm đi. Cái này là đi làm luôn hả hay là sao anh? À đi gạch giá phải không? Đó, nhiều dạ. Vợ hello. Ủa chú, cái này thứ bảy chủ nhật chắc đông lắm hả? Nãy khách ra thì biết rồi đó. À dạ, nhưng mà thường là chỉ ngay thứ bảy chủ nhật thôi hả chú? Cuối tuần mới có khách thôi. À dạ. Bình thường thì đi ra đây thì ít khách. À dạ. Rồi. Đi ra không chừng được. Đây là một dãy nhà cổ nè quý vị. Ủa chị, nhà này được khoảng bao nhiêu năm rồi chị hả? À, năm có mấy năm rồi. À dạ, vậy là ở đây là dãy nhà ngày xưa đó hả chị? À, 70 mấy năm rồi đó. À dạ. Vậy là ngày xưa là khu này là khu hình thành đầu tiên hả cô? Đúng rồi, hình thành đầu tiên. À dạ. Ồ cái này con đi vô một cái. Đi vô đi. Dạ. Đi rồi con cảm ơn. Nhà cổ bên kia nữa, nhà cổ bên kia nè. Ba năm rồi đó. Nhà cổ bên đây nè. Kế lên luôn hả? Bên đây nè. À dạ dạ để em quay. Cảm ơn.
Ủa cô, cái này là chắc đông rồi, thứ bảy chủ nhật hả cô? Để con quay cô cái nè. Thôi. Dạ. Đây là nhà cổ trên 100 năm ở bãi nhà ao, huyện Lai Sơn. Rồi rồi, giới thiệu giùm anh luôn đi. Đi qua đây luôn. Rồi khoan, đây. Ồ, mang dép. À. Đây là nhà cổ. Cái này xây từ năm nào em ha? Em cũng không biết nữa mà qua 3 4 đời á. À vậy đó hả? Vậy là những cái nhà hình thành đầu tiên đó, ở đảo của mình. Tại em đang ông anh ông đang xây nhà nên bừa bộn. À, đây là gỗ quý hồi đó anh đó. Nhìn đảo gì? Gỗ xưa không nè quý vị. Đẹp quá à. Mấy cái tủ này nè, bóng lắm mà gỗ. Bằng cây sơn đá hồi xưa. Cây sơn đá ha em. Dạ. À. Nhìn đẹp quá à. Cái này là cái gỗ nó như vậy luôn á chứ không phải là sơn gì hết. Cái này là đâu có sơn ấy gì dạ, hả? Đây cây là nhà này gọi là nhà ba gian đúng không ta? 1, 2, 3, 4, ba gian chứ. Một trong những ngôi nhà. Vậy là một trong những ngôi nhà mà cổ nhất ở đây đó hả? Dạ. Ừ, đẹp quá à. Em tên gì vậy? Dạ em tên Hai. Ờ à, em Hai có giới thiệu cái nhà. Nhà của mình luôn hả? Dạ nhà bên đây luôn, nhà nghỉ cũng ở bên đây luôn. Tụi em có phục vụ nhà nghỉ luôn. À để em quay cái nhà nghỉ của mình luôn. Đây là số 134, tổ 4, ấp bãi nhà B. Đây là nhà nghỉ Văn Tiến nè quý vị. Có kế ngôi nhà cổ là của gia đình luôn. Ủa em, cho nhỏ nhỏ, ở đây là giá phòng nhiêu? Dạ, đây là giá của ủy ban niêm quyết luôn là một phòng đôi là hai người ở máy lạnh là 400 một đêm. Còn một người, còn hai người ở một giường á. À. Là 250, còn cái kia 2 giường 4 người hoặc 5 người ở thì 400. À. Và tụi em có thể cho anh mượn bếp này nọ nấu ăn thoải mái như ở nhà mình vậy đó. À rồi có phục vụ đi lại gì không? Dạ có, tụi em có cho thuê xe này nọ, xe 7 chỗ cũng có, xe 16 chỗ cũng có, xe điện cũng có. Rồi xe này là thuê ngày? Xe này là thuê một ngày là 200 mà tụi em sẽ đổ xăng cho anh, là tụi anh cứ chạy chừng nào hết tụi em vẫn đổ vô. À vậy hả? Dạ. Ồ, im ha. Dạ. Ủa mà cái đảo của mình là chu vi của cái đảo của mình là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Chu vi của đảo em cũng không gần lắm mà ở đây nó chia thành 3-4 bãi giống như là tập trung ở đây là bãi nhà là khu chính nhất rồi xong có một cái chạy từ đây xuống dưới đó thế rồi là bãi giếng hoặc bãi thiên tới bãi cái đường này nè chạy xuống rồi chạy một vòng tròn nó sẽ qua đó là bãi bắc là có cái gì đặc biệt bãi bắc thì nó giống như ở đây nó cũng có một cái cảng phụ à. Rồi thêm một ít nữa là chạy qua một cái vòng tròn cứ chạy hoài luôn, chạy qua nữa tới bãi tắm gọi là bãi bàn. À bãi bàn. Rồi sẽ có nhiều cái bãi đá nhỏ nữa, nhiều bãi tắm nhỏ nữa. À. Dạ. Xin rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn em nha. Chu vi ở dọc đảo này khoảng 17 km đó quý vị. Con quay cái chú. Ủa chú ngày xưa ở đây có nhiều hãng nước mắm lắm hả? Nãy con thấy Hồng Phước rồi hãng Vĩnh Quý. Ủa đảo mà con muốn đi vòng vòng á mà đi cái khu hơi đông một chút á thì mình đi đường nào á? Cháu đi qua bên Đà Bắc kêu người ta hoặc là ông cháu chở đi đường nó hai đường đi, đường xuyên đảo nó hơi dốc hơn nhưng mà nó cũng đi rất dễ đi. Dạ. Nhưng mà nó gần hơn còn đường quanh đảo
chạy vòng vòng theo đó. Bãi Bắc là đẹp nhất hả bác? Mình nó nói nhưng mà một cái phong cảnh nó nói hơn, hữu tình hơn. Rồi rồi con biết rồi, con cảm ơn. Ủa mà bác cho con hỏi, ở đây chủ yếu là mình từng nghề là đánh bắt thủy hải sản hả? Thì... ngoài Bắc á. Thì nó là quanh năm suốt tháng. À mình ngoài cái nghề đó ra thì bây giờ chắc là thêm cái phần du lịch nữa hả? Cái phần du lịch thì mới đây cho nên cái sự khai thác nó chưa có được ổn định lắm. Còn điều thứ hai là hồi đó giờ này ở đây vấn đề thủy sản với là mua bán nước mắm thôi. À dạ. Cho nên cuộc sống của họ cũng bình ổn, không có khá hơn mà cũng không nghèo quá. Dạ. Cuộc sống cũng vẫn bình thường. Ngoài trừ ra những người mà không có một cái đầu óc kêu bằng kinh doanh hoặc là lo làm ăn á. Dạ. Cuộc sống là vẫn đủ ăn. Dạ. Dạ. Con vậy con cảm ơn con đi vòng cái. Ok. Dạ. Để bác. Con đi luôn nghe bác. Dạ. Ở đây Lâm thấy có rất là nhiều cái nhà nghỉ. Anh, cái này công ngày là mà mình trả cái công được nhiêu anh? 200 mấy. À dạ. Ủa anh ở đây luôn hả? Không, hỏi ông, hỏi ông chát đi. Dạ. Wow. Ủa anh mình ở đây luôn hả anh? À dạ. Xin lỗi anh. em mới có quay thôi à chứ chưa có làm gì đâu. Nay lên báo rồi. Rồi. Ở đây tính ra nhộn nhịp hơn ngày xưa nhiều. Có nhiều nhà cửa đang được xây cách nè quý vị. Quay hình. Thank you.
Có hai cái đường ở phía trong và ở phía ngoài đó quý vị, thì song song với nhau. Ở đây là đi bãi bàn này quý vị. Bãi bàn vậy, người ta nói nhờ du lịch mà ở đây đỡ hơn xưa nhiều quá chị. Nè đưa đây em cầm cho, em chạy đường, chạy sao? Đường dốc thì cầm được không? Trời ơi, bữa hổm em leo lên đỉnh trên kia, ở đây đâu có đỉnh cao bằng ở Nam Bển đâu. Con đường. Ủa chị có mấy bé rồi? Bé của chị lớn rồi cưng. Ôi trời, vậy là nó đừng nó lớn. Lớn. Ủa học đại học với chị? Bé của chị tốt nghiệp đi làm hả? Ôi trời ơi. Rồi hố rồi, bị hố rồi. Vậy là tính ra chị khỏe rồi ha. Tính ra đường cũng ngon lắm đó chị. Im lắm chứ bộ. Đường này nó không có dốc đứng thì nó em. Dạ đúng rồi. Đông nữ sở dựng. Wow. Quá trời đẹp. Dạ. Action cam á anh. Hả? Action cam. Action là máy hành động á. Ủa nghe nói đi xa không chị hả? Nghe nói chị không biết nữa. Giá em thấy ở đây là dao động 250-400. Tầm á hả? Dạ. 250 là như là giường 2. Dạ, còn 400 như là phòng người lớn. Dạ, tính ra cũng đâu có mắc đâu ta. Dạ. Wi-Fi rồi điện nước. Dạ, đúng rồi, không có tủ lạnh. Trang bị cũng đầy đủ lắm đó chị. Cho ổng vượt lên hả? Quá trời đẹp rồi chị ơi. Chị có kìa, ở đó kìa, đó kìa, trước mặt bên kìa. Thấy rồi. Quay đi. Chị đang quay đó mà. Quay đi đẹp quá à. Hello con.
Thiên Tế nè quý vị. Ấp Thiên Tế thì trước đây nghe nói là có nhiều ở trên núi có nhiều cây thiên tế. Còn cái thứ hai đó là sự tích là do Nguyễn Huệ khi mà trốn chú Nguyễn khi mà lảng tránh quan trung Nguyễn Huệ thì có lên một cái bãi ở trên đây và cũng đó là một sự tích thứ hai là về bà bãi thiên tế đó quý vị. Rồi đọc lộn lịch sử rồi chị ơi. Dạ nhầm rồi, đọc ngược rồi. Trời ơi chị ơi, ít quá à, kìa làng trài. Mình không nghĩ là yên bình và đẹp như vậy, giống như là ở Kiên Lương vậy đó chị. Ở ngoài đảo Hòn Ngại á, Hòn Ngại hải tặc có thì dạ rồi Hòn Ngại đẹp, nhưng mà nói về cái độ ấy thì nó không bằng cái tính ra không bằng Nam Du. Với đây thì Nam Du em chưa đi nhưng mà nhìn cái ảnh đó thì nó ấy hơn. Quên chạy mất tiêu rồi này, mình theo thôi. Đâu rồi? Trước đó chị. Không sao, ngược theo được. Ồ, ở đây khỏi cần ấy mà quẹo gì đó hả trời. Hơi ghê vậy. Chắc tới rồi đó chị ơi, chắc tới nè. Hello. Tới đây, tới đây. Leo leo leo. Em không có quầy. Đứng quay.